mỗi ngày. Hạt nếp mọng, bóng bẫy, gà luộc sôi gấc, đỏ rực, may mắn đón xuân sang. Mến chào quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, Nấu Chuẩn Ăn Lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Trong cái mùa Tết năm nay thì anh sẽ hướng dẫn một món rất là truyền thống luôn, gà luộc với lại sôi gấc thôi. Dạ. Nhưng ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn cho các bạn cách luộc gà một cách mà ngon lành nhất. Và đầu tiên chúng ta cần có một lượng nước. Làm sao chúng ta thả con gà vào là nước phải ngập hẳn trong gà. Bây giờ thì để cho con gà sau khi luộc được thơm cũng như nước luộc được thơm thì chúng ta thả vào đây khoảng 2 lát gừng nướng cũng như vài củ hành tím nha các bạn nha. Đó. Chúng ta nêm vào đây 1 muỗng canh, bột canh Ajinomoto. Thưa các bạn, chúng ta luộc gà từ nước lạnh và để lửa sôi liu riu thôi. Như vậy thì gà sẽ chín thắm vị, giòn và ngọt thịt nha các bạn. Rồi, bắt lên đây một cái chỏ sôi. Chúng ta có đây nếp ngâm khoảng độ 4 giờ các bạn. Sau đó chúng ta để ráo như vậy. Rồi chúng ta sẽ bóp chung với lại thịt gấc. Và đây chúng ta mua gấc các bạn. Chúng ta mua một quả gấc chín đỏ các bạn. Và chúng ta bóp chung với lại rượu trắng. Như vậy chúng ta sẽ giữ được màu đỏ tươi của gấc được lâu hơn. Rồi chúng ta sẽ cho vào đây khoảng phân nửa cái lượng gấc thôi nha. Bóp nhẹ như vậy chúng ta cho gì gấc nó đều. Rồi vừa đỏ như vậy, màu đỏ rất là đẹp. Rồi chúng ta cho vào trong cái chỏ. Chúng ta hấp nha. Nước là sôi. Dạ đây. Chúng ta cho vô. Chúng ta hấp. Đầu tiên chúng ta hấp khoảng 15 phút trước các bạn. Con gà thì phải có lá chanh. Lá chanh. Rồi bây giờ nhờ Minh Tuấn chỗ tài cắt chỉ nha. Hay mỏng quá. Gì được chưa anh? Rồi, mỏng nữa thì chắc cũng không được đâu, khó à. Khó à. Nước chấm này rất là đơn giản các bạn. Chúng ta chỉ cần cho đây 1 muỗng cà phê bột canh Ajinomoto. Và đây, lá chanh em sắc mỏng gì được chưa anh? Đẹp quá, đẹp luôn Minh Tuấn ơi. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ trộn thịt gấc vô lần 2 trong sôi nha. Chúng ta cho vào đây khoảng chừng 1 muỗng cà phê muối thôi. Chúng ta làm món mặn mà các bạn. Và dằn tí xíu đường. Muốn ngọt nhiều thì cho đường nhiều. Và chúng ta trộn đều như vậy. Chúng ta cho vô, chúng ta hấp tiếp khoảng độ chừng 30 phút nữa là hạt nếp chúng ta nở hoàn toàn. Thưa các bạn, chúng ta nhớ trộn gấc 2 lần để sôi thấm vị và có màu gấc được đẹp hơn. Như anh nói là gấc thì đầu tiên là màu đẹp. Đúng rồi. Nhưng mà bên trong lại có rất nhiều vitamin C. Vitamin C trong gấc thì cao gần 40 lần so với cam. Wow. Và bên cạnh đó là có những cái tiền vitamin A nữa, rất là tốt cho sức khỏe luôn và đặc biệt là tốt cho thị giác. Để cho những hạt sôi chúng ta được chín đều, chúng ta rảy ít nước, chúng ta trộn đều. Tiếp tục hấp tiếp. Sôi để chín, chúng ta thể cho đây một ít dầu ăn, khoảng 1 muỗng canh, cho những cái hạt sôi chúng ta được bóng bẩy hơn. Chúng ta vớt gà ra để lên một cái dĩa như vậy. Anh để một con gà rất là xinh xắn lên trên. Và chúng ta thấy nguyên cái mâm này là thấy không khí Tết đến trong dàn bếp Món Ngon Mỗi Ngày rồi đó. Và tự nhiên nhìn cái mâm này mình có một cái cảm giác ấm cúng. Và thực sự là với cái con gà mà với cách luộc của anh Vũ chia sẻ với trong chương trình ngày hôm nay, em thấy nó rất là đẹp, phần da, tất cả mọi thứ nó tạo nên cái sự bắt mắt của món ăn. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều vì đã mang đến những bí kíp này. Thịt gà mềm, ngọt, dĩa xôi tươi tắn, Tết ăn khang.